Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lưu ảnh trên Google Photo nha. Thì cái ứng dụng Google Photo này là một cái ứng dụng mà giúp cho mình lưu trữ ảnh cũng như là video, một phần nào đó giúp cho điện thoại của mình giải phóng bớt dung lượng nha. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lưu nha. Thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Thì đối với máy iPhone này thì các bạn vào App Store nha. Còn đối với máy hiệu hành Android á thì các bạn vào CH Play hay là cửa hàng Play. Các bạn tìm cái ứng dụng mang tên là Google Photo cho mình. Sau đó các bạn bấm vào tìm nha. Đây cái ứng dụng Google Photo đây. Các bạn bấm tải về máy nha. Rồi bây giờ các bạn đợi cho cái ứng dụng này nó tải về. Sau đó thì mình sẽ mở lên và hướng dẫn cho các bạn cách lưu được ảnh. Hình như mạng của mình nó hơi bị chậm rồi. Rồi bây giờ tải được rồi nè. Rồi thì sau khi nó đã tải về xong rồi, bước tiếp theo các bạn mở lên nha. Thì khi các bạn mở lên nhá, thì nó để là Google Photo cần có toàn quyền truy cập vào ảnh của bạn. Thì bước này các bạn bấm vào tiếp tục nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào cho phép truy cập vào tất cả ảnh nha. Google Photo muốn gửi thông báo cho bạn thì cái này các bạn cho phép hay là từ chối tùy các bạn nha. Sau đó tới cái bước các bạn đăng nhập cái tài khoản Google này. Thì bước này nó có cho mình hai mục, đó là sao lưu dưới tên của tài khoản Google này. Còn mục dưới là không sao lưu nha. Nếu như các bạn muốn không sao lưu thì các bạn bấm vào không sao lưu. Thì giờ bây giờ mình sẽ bấm vào không sao lưu nha. Nếu như các bạn bấm vào sao lưu cũng được, nhưng bây giờ mình sẽ sao lưu sau và hướng dẫn cho các bạn sau đi. Rồi bây giờ các bạn bấm có một đây này, nó để là hoàn tất quy trình thiết lập tài khoản này, tính năng sao lưu đăng tắt này. Thì bước này các bạn bấm vào để bật lên nha. Và trong đây á, nó có cho mình hai mục, đó là tiết kiệm dung lượng nha và chất lượng gốc. Thì khi các bạn bấm vào tiết kiệm dung lượng á, thì những cái ảnh cũng như video của mình nó tải lên nó sẽ có chất lượng thấp hơn một chút. Chất lượng gốc này là những cái ảnh cũng như là video á nó tải lên ở cái chất lượng gốc nha. Thì bước này các bạn nên tích vào cái mục ở dưới đây nha. Sau đó các bạn bấm vào xác nhận này. Rồi vậy là bây giờ nó đang sao lưu lên rồi nha, ảnh cũng như là video này. Thì mình có máy tấm ảnh đây cũng như là một cái video game thôi nha. Thì nó đã sao lưu lên những tấm ảnh rồi, còn video thì nó đang sao lưu này. Các bạn chú ý vào cái mũi tên nhỏ nhỏ chỉ lên nè, cho nó chạy hết cái mũi tên hình tròn ở ngoài á, thì nó sao lưu lên Google Photo của mình thành công nha. Và Google Photo này á, thì mẫu cái tài khoản á, nó có cho mình 15GB bộ nhớ miễn phí nha. Còn nếu như các bạn dùng hết 15GB rồi, các bạn muốn sử dụng thêm á, thì các bạn cũng có thể mua thêm bộ nhớ này. Dùng thử Google One trong 1 tháng nè, 45.000 trong 1 tháng nha. Sau khi hết thời gian dùng thử, bạn có thể dùng chung bộ nhớ Google Photo, Gmail và Drive nha, gửi bất cứ lúc nào. Nếu như bạn nào có nhu cầu thì các bạn cũng có thể mua thêm những cái gói dung lượng nha. Ví dụ như mua thêm 100GB này, 100GB là các bạn đã chứa rất là nhiều ảnh cũng như là video rồi. Nếu như máy của bạn nào mà nó ít dung lượng á, ví dụ như máy của bạn nó có chỉ 32GB hay là 16GB, các bạn không thể nào mà dùng được cái máy đó, các bạn muốn sao lưu những cái ảnh cũng như là video lên cái ứng dụng Google Photo này, thì bằng cách này các bạn cũng có thể giải phóng bớt một cái phần dung lượng trên máy nha. Với lại cái ứng dụng Google Photo này nó cũng khá là hữu ích ở cái chỗ là nếu như mà các bạn vô tình hay cố ý mà các bạn xóa đi một vài tấm ảnh trong máy này, ví dụ mình sẽ xóa tấm ảnh đây, tấm ảnh đây 3 tấm nha, các bạn bấm vào xóa này. Rồi sau đó các bạn
xóa luôn trong cái phần đã xóa gần đây nha. Rồi sau đó các bạn vào cái ứng dụng Google Photo thì nó đã sao lưu lên rồi á. Các bạn vào á thì nó vẫn còn nè. Bây giờ các bạn muốn tải về máy thì các bạn bấm vào, sau đó các bạn bấm vào ba chấm này. Bước tiếp theo các bạn bấm vào tải xuống nha. Đó, nó lưu trên cái ứng dụng này rồi. Khi mà các bạn lỡ xóa trên máy thì các bạn cũng có thể lấy về bằng cái ứng dụng này được nha. Tải xuống này. Đó. Mình sẽ tải xuống những tấm hình mà mình đã xóa nha. Đây, mình đã tải xuống thành công nha. Và nếu như các bạn xóa một cái tấm ảnh nào đó ở trên Google Photo này thì các bạn cũng có thể khôi phục bằng cách các bạn bấm vào cái phần thư viện này. Các bạn bấm vào cái một thùng rác này. Thì trong cái một thùng rác này nó xuất hiện những cái tấm hình mà mình đã từng xóa trên Google Photo nha. Thì cái một đây nó để là các một sẽ xóa vĩnh viễn khỏi thùng rác sau 60 ngày nha. Rồi để mình coi thử có cái gì hay và hữu ích trên cái ứng dụng này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. À, còn một tính năng nữa, đó là khi các bạn chụp một tấm hình nào á, mình ví dụ mình sẽ chụp một tấm hình nào đi. Rồi, ví dụ thôi nha, mình chụp một tấm hình rồi á, thì các bạn vào cái ứng dụng Google Photo này, thì nó tự động sao lưu lên luôn nha, khá là hay. Đây, nó đã sao lưu tấm hình này lên rồi nè, đó. Nó sao lưu tự động lên luôn. Rồi, ok, vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách sao lưu ảnh trên Google Photo nha. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Bạn nào thấy hay cũng như là hữu ích thì cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.